Bây giờ tụi mình sẽ mua trái cây để ăn. Ê, trái cây có 15 đồng giá nè. Trái cây 15 giá bán salad. Nè, một ly là 15. Đây là dừa nước. Nghe đó. Để tặng đó. Ý với liền sẽ mua luôn. Cái du lịch nào 15 ngàn một ly rồi rất là rẻ nha các bạn. Đây đây đây. Còn một ly á nhìn rất là ngon luôn. Đó, rồi cóc nè, xoài lắc nè, rồi dưa hấu. Thôi năm. Rồi đây cái một cặp. Rồi nói đi nước nước kia. Dừa nước cũng ngon nữa, dừa nước là 20 ly. Mình rất là thích uống dừa nước luôn. Hết. Chúng mình, đây là ly của mình nè. Thì ngon quá, thì mình sẽ mua 3 ly. Tôi làm mỗi đứa cho 1 ly. So giám gì? Mời mọi người ăn trưa với lại team. Ăn trưa với lại team giảm cân. Thì mình đang giảm cân. Hai mọi người thì bây giờ tụi mình sẽ định chơi thường đụng bởi vì thường đụng á là bán giá lẻ là 100 ngàn. Còn bây giờ tụi mình đi chơi sẽ lời nhất. Thì đụng là cái này nè. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ ngồi để xem người ta chơi tài lô xe tóc. Mình không dám chơi nhưng mà sẽ ngồi coi người ta chứ. Đây là cái tàu lượn setup, cái tàu lượn setup này nó cũng nhìn khá là mới cho nên chắc là cũng an toàn. Nó đẹp. Đây là mình muốn trải nghiệm. Bây giờ mọi người đã lên tàu rất là nhiệt đông rồi. Nói hồi mọi người sẽ bắt đầu. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ lấy hết cái can đảm để mà chơi cái con tàu lốc xoáy nha. Thành tên, mọi người sẽ chơi con tàu lốc xoáy. Thôi, nói chung là rất là sợ nhưng mà phải chơi thử. Sợ hả? Sợ quá, Chloe. Mình và Chloe sẽ chơi một cái trò rất là sợ. Ủa, lá hồi nó lên đây luôn hả? Cái gì vậy trời? Oh my god. Ủa giận đây hả? Trời. Đây là lần cuối cùng đi chơi với trời. Xuống nè, xuống nè. Ok. Nó có khác gì đâu trời. Oh my god. Ủa? Không chưa? Chưa hả? Oh my god. Xong chưa? Xong chưa? Please. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, xong rồi đó. Trời ơi, chú anh không chơi nữa nè. Còn lên không? Được rồi, chú anh không chơi nữa đâu. Không chơi nữa. Chứ làm gì đó có nhiều cái đạn kinh khủng. Đây, đi chưa kìa bạn. Được rồi, bây giờ quá là sợ, con tàu lốc xoáy quá là kinh khủng. Bây giờ tụi mình sẽ đi qua biển. Chứ đi qua biển. Trời, cái này nhìn tưởng nó thấp, lá hồi nó ngân lên.